Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Camera siêu nhỏ Hoàng Hải các bạn nhé. Thì những anh chị, cô dì, chú bác nào mà đang quan tâm tới những cái dòng sản phẩm như là camera siêu nhỏ này, định vị nghe nén ghi âm ghi hình này, thiết bị dò sóng, thiết bị phá sóng, hoặc là những cái sản phẩm đi đầu với công nghệ 4.0, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại là 0969 155 444, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả các anh các chị để lựa chọn làm sao để những sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp nhất mọi người nhé. Và hôm nay quay trở lại video clip này là em muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm máy ghi âm chuyên dụng GH700, mã của sản phẩm nguồn gốc xuất xứ là hàng Soli, hàng của Nhật mọi người nhé. Về cái hàng của Nhật, hàng Soli này thì không cần bàn cãi về chất lượng rồi, nó quá là ổn, quá là ok luôn. Và bên em đang bán rất là nhiều về dòng sản phẩm này. Thì về dòng sản phẩm này, đây là máy ghi âm là có chức năng là ghi âm xong về nghe lại mọi người nhé. Mọi người chú ý giúp em này, đây là máy ghi âm xong về nghe lại. Và nghe lại thì sẽ có rất là nhiều hình thức nghe. Ví dụ các bạn có thể là cắm vào loa để nghe này, có loa ngoài nghe trực tiếp trên cái máy ghi âm này luôn này, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể là cắm tai phone vào, hoặc hoàn toàn sử dụng nó ok hết các bạn nhé. Và ngoài ra dung lượng pin của cái dòng sản phẩm máy ghi âm GH700 này thì pin nó rất là lâu, pin của nó sử dụng được 8 đến 9 ngày liên tục cơ. Đấy, thì là để dùng sản phẩm này thì mọi người sẽ là phù hợp là sử dụng lâu dài, cũng như là ghi âm nó rất là trong, rất là chuẩn, có độ phân giải, cũng như là có cái chế độ lọc âm 4.1 các bạn nhé. Thì sẽ phù hợp với những bạn nào, ví dụ này là mình mua cho con em đi học tiếng Anh hay là học ngoại ngữ các kiểu đấy, thì mọi người có thể là ghi âm lại để về con em mình là trong quá trình học hay là các lúc mà tiếp thu mà mình chưa tiếp thu kịp thì về nhà mình có thể là nghe lại được. Hoặc là những bạn nào mà muốn ghi âm lại để về sau làm tư liệu sản xuất, hay là làm cái tư liệu phục vụ những cái bài trợ giảng, hay những cái mục đích cá nhân của mình, hay là giáo viên, đơn giản giáo viên là mình ghi âm lại về lên mình phát cho học sinh, sinh viên nghe. Hay là những bạn nào mà muốn ghi âm những cái cuộc làm ăn, cuộc nói chuyện để tránh trường hợp về sau người ta lật kèo, thì mình có thể là những cái máy ghi âm này để làm bằng chứng chứng cứ để phục vụ cho mình để về sau này, thì cũng hoàn toàn là ok mọi người nhé. Thì mã sản phẩm của nó đây là mã GH700 này. Khi mọi người mua hàng ấy thì đây là tất cả những cái lõi của máy. Thì đây là mọi người mua hàng thì em sẽ để một cái bộ gọi là đầy đủ full box từ A đến Z hết, để mọi người có thể là xem qua về cái máy ghi âm GH700 này. Vỏ hộp của nó là vỏ hộp màu vàng như thế này mọi người nhé. Đây em sẽ mở ra này. Khi em mở vỏ hộp này ra thì bên trong thứ nhất là sẽ thấy cái nội dung chính cũng như là cái giá trị của máy. Đó chính là một cái máy ghi âm GH700. Mã của nó đây là mã Soli này, hàng của Nhật, với bộ nhớ là 32GB là bộ nhớ trong mọi người nhá. Ở trên cái, còn cái mặt trước này thì thiết kế rất là đẹp, vỏ làm vỏ loại thép. Đấy, vỏ loại thép ở đây này, ở đây nó hiển thị tất cả những cái thông số ở đây để mọi người cùng nhìn này. Nó sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ xíu xíu đẹp đẹp ở đây để hiển thị cho mọi người, thứ nhất là phần trăm pin này, thứ hai là nó sẽ hiển thị cho mọi người là ở ghi âm ở file số bao nhiêu, chuyển bài, tiến bài, tua bài, lùi bài là hoàn toàn có thể là ghi âm được hết này. Đấy, tiếp tới ở đây là mọi người có thể là xóa bài trực tiếp, đại loại là có cái màn hình này để mọi người có thể là xem hết các thông tin ở đây, đang có nhiều pin hay không, ít pin là mình sẽ xem hết được ở cái màn hình này. Đấy, tiếp tới là ở dưới này có ba cái nút. Thứ nhất là nút lách, là nút chuyển bài từ bài 1 sang bài 2 là ấn vào đây, từ bài 2 sang bài 3 là ấn vào đây. Còn cái nút đối diện ngược lại ở đây là cái nút lùi bài, có nghĩa là từ bài 3 xuống bài 2, bài 2 xuống bài 1 là có hết ở đây. Còn tiếp tới cái nút này là nút menu mọi người nhé. Nút menu ở đây có nghĩa là nút để mình có thể chọn các chế độ. Còn tiếp tới đây là nút stop, là delete, có nghĩa là stop là dừng lại, còn delete là xóa, vừa dừng lại vừa xóa là mình sẽ thực hiện ở đây. Và nút ở đây là nút play, là nút chạy mọi người nhé, cũng như nút dừng. Thì là ở đây là em đầu tiên là em cứ giới thiệu sơ qua trước thôi đã, xong tí nữa em sẽ đi vào phần thực hành, vào phần thực tế, thì đến cái nút nào là em sẽ ấn để mọi người cùng xem luôn này. Và ở dưới đây, dưới đây chính là nó có những cái lỗ, ở đây chính là cái lỗ loa, loa ngoài để phát ra mọi người nhá, phát ra ghi âm các thứ. Đây là mình là muốn ghi âm xong nghe lại, là mình muốn phát để công khai mọi người cùng nghe, là có loa ngoài nghe to kinh khủng luôn mọi người ạ. Và cái loa này là to hay nhỏ là mình có thể điều chỉnh luôn ở trên cái máy ghi âm này, thì tí nữa em cũng sẽ test luôn mọi người nhá. Còn lật ở mặt sau lên đây là ở đây nó có những cái lỗ mic này, là những cái lỗ thu âm này. Đấy, bọc đều bọc kim loại sáng choang luôn mọi người nhá, rất là đẹp, rất là xịn sò, hàng của Soli mà. Tiếp tới ở đây này, nó sẽ có biểu tượng là mic và biểu tượng là tai nghe. Đấy, mic và tai nghe ở đây là mình có thể là cắm mic, cắm tai nghe ở đây. Còn mặt sau ở đây nó sẽ có các chức năng như là save là lưu lại này, rec là ghi âm này, volume cộng, volume trừ, đây là mình có là có hết ở đây này, on off là bật tắt này. Thứ hai, tiếp tới đây là chân cắm sạc mọi người nhé, chân cắm sạc để sạc điện cho cái máy ghi âm này là hoàn toàn là đầy đủ hết. Đấy là tất cả những cái gì mà trên cái máy ghi âm này có là mình đã giới thiệu hết cho các bạn rồi các bạn nhé. Tiếp tới là phần phụ kiện này,
phần phụ kiện của sản phẩm này. Thứ nhất ở đây là các bạn sẽ nhận được một cái dây sạc. Dây sạc này thì ở bên cạnh sườn đấy nó có cổng chân sạc đây. Đấy, dây sạc ở đây là mọi người có thể là cắm sạc trực tiếp vào đây để sử dụng 24/24 luôn mọi người nhé. Đấy, để mình vừa sạc điện cũng như là vừa truyền dữ liệu ra máy tính các thứ là thoải mái thông qua cái chân sạc này là cái đầu tiên. Cái thứ hai đem để gần ở đây này. Đấy, cái thứ hai ở đây này là mọi người sẽ nhận được là một cái gọi là cái mic thu âm. Mic thu âm ví dụ những bạn nào mà cứ để ý người ta làm YouTube hay là làm những cái vlog người ta đăng lên YouTube ấy, đấy là người ta có một cái gì cài cài ở cổ áo ấy, đây chính là cái máy thu âm này để nó đỡ nhiễu, đỡ lẫn tạp âm cũng như là ghi âm cho to hơn mọi người nhá. Đấy là hoàn toàn có thể là sử dụng cái mic này. Đấy, và cái một cái đầu dây này thì mọi người có thể là cắm trực tiếp vào cái biểu tượng mic ở đây. Đấy, và cái đầu này các bạn kẹp lên cổ áo và cái bộ này thì các bạn để ở túi quần cho nó kín đáo, cho nó tiện. Ví dụ nhiều lúc mà mình cần sử dụng hai tay chẳng hạn đây. Đấy thì là khi kẹp lên cái áo này thì nó rất là tiện các bạn nhá, không vướng tay. Thay vì nếu mà không có cái mic này thì các bạn lúc nào cũng phải cầm cái này ở gần miệng thì đôi khi nó rất là bất tiện, nên nếu mà làm YouTube vlog thì là cắm cái này thì là sẽ là ok hơn các bạn nhá. Đấy, tiếp tới ở đây này. Tiếp tới ở đây cái cuối cùng chính là cái tai nghe. Cái tai nghe này là nó có nhiệm vụ là khi các bạn ghi âm xong các bạn muốn nghe lại thì các bạn sẽ lấy cắm cái tai nghe vào biểu tượng tai nghe ở đây này. Đấy, cắm vào biểu tượng tai nghe này là để nghe lại ở đây. Đấy là hoàn toàn là sử dụng nó ok luôn mọi người nhá. Đấy, tất cả phụ kiện của nó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cất gọn này vào. Để cất gọn những cái phụ kiện nhá. Phụ kiện điểm lại này, có một cái mic này. Đấy, một cái mic là cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái tai nghe này. Đấy, cái thứ ba là cái chân cắm sạc. Đấy, tất cả phụ kiện kèm theo nó có 3 món như vậy. Thì mình sẽ tặng kèm hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Nói chung là nhà sản xuất người ta rất là cẩn thận, người ta làm cho tất cả các bạn là từ mic cho đến dây chân sạc các thứ là mình có bao nhiêu mình tặng hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng về dòng sản phẩm máy ghi âm này. Thì muốn sử dụng được thì đầu tiên ở đây là các bạn chỉ cần hai bước thôi các bạn nhé. Bước đầu tiên là gạt công tắc lên on này, các bạn nhìn này, gạt công tắc lên on này. Khi gạt công tắc lên on thì là cái màn hình nó sẽ sáng lên để báo hiệu là thiết bị này đã bắt đầu hoạt động các bạn nhé. Đấy, khi màn hình sáng lên là ok rồi. Còn muốn ghi âm thì các bạn đối diện đây, cái nút có một chấm đỏ đây, các bạn gạt lên. Gạt lên để bắt đầu ghi âm. Như thế là đang bắt đầu vào chế độ cài đặt ghi âm này. Khi nào ghi âm được, đấy, tầm 3 giây các bạn đợi phải tầm 3 giây đấy. Đấy, như này là được các bạn nhé. Đấy, như này đang ghi âm này. Thứ nhất là hiển thị phần trăm pin là đầy full luôn này. Thứ hai là nó sẽ có file này là file số 4 này. Đấy, file số 4 trong tổng 4 file này có lọc âm tạp âm là đầy đủ hết luôn này. Đấy các bạn nhá. Bây giờ mình thử nói một đoạn này. Camera siêu nhỏ này, định vị nghe nén ghi âm này, 0969155444 này, đi đầu về công nghệ 4.0 này, tư vấn Zalo đầy đủ hết này. Những anh chị nào mà yêu quý hay là cần tìm hiểu về những cái dòng này thì cứ alo trực tiếp với em qua cái số điện thoại đuôi 3 con 4 này mọi người nhá. Đây em sẽ lưu lại này. Lưu lại này, lại gạt cái chỗ công tắc có chấm đỏ này, lưu xuống này. Đấy, lưu xuống là save này. Như này là xong. Đấy, bây giờ muốn nghe lại thì ấn vào chữ play nhá. Đấy, như này được các bạn nhé. Đấy, như này đang ghi âm này. Thứ nhất là hiển thị phần trăm pin là đầy full luôn này. Thứ hai là nó sẽ có file này là file số 4 này. Chuẩn đấy, file số 4 trong tổng 4 file này có lọc âm tạp âm là đầy đủ hết luôn này. Đấy các bạn nhé, bây giờ mình thử nói một đoạn này. Camera siêu tăng giảm âm lượng được ở đây nhá, tăng giảm âm lượng này, đây mình giảm này. Mọi người đang nhìn thấy 20, 19, 18, 17 này đúng không? Tăng lên này, ấn vào đây. Đều 78, 19, 20. Thì cứ alo trực tiếp em qua cái số điện thoại vui 3 con 4 này mọi người nhá. Thì em sẽ lưu lại này. Lưu lại này, lại gạt cái chỗ công tắc có chấm đỏ này. Đấy, là dừng ở đây. Đấy, còn những bạn nào muốn xóa nhá thì giữ chết vào chữ stop và delete. Muốn đây là muốn xóa nhá. Giữ chết ở đây. Đấy, nó sẽ có là delete low này. Delete... xóa một file, delete O là xóa hết nhá. Delete O là xóa hết này. Còn exit là thoát ra này. Đấy, là ấn thoát ra này. Đấy, còn đây là tiến bài này. Ví dụ ở đây các bạn nhìn nhá. Đây nhá, các bạn nhìn này. Đây là 4 file trên tổng 4 này. Trên 4, dưới 4 này, các bạn nhìn rõ không? Đây mình đưa gần cho các bạn nhìn nhá. Đây là trên 4, dưới 4 là tổng 4 file. Những bạn nào muốn lùi bài ấn lên một cái này. Đấy, thì các bạn thấy chưa? File số 3 trên tổng 4 file ấn lùi một cái này. Là file số 2 trên tổng 4 file này. Còn bây giờ muốn tiến một cái, đang file số 2 nhá. Tiến một cái này. Đấy là lên file số 3 này, tiến một cái nữa này, lên file số 4 này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy là rất là ok về dòng sản phẩm này. Còn tắt đi thì ấn vào đây, chữ save vào này, tắt đi này. Tắt đi, như thế này là ok các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về cái dòng sản phẩm máy ghi âm chuyên dụng GH700 hàng Sony của Nhật này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại là 0969155444 ở đây. Là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả mọi người luôn mọi người nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.